Những năm gần đây, giá thức ăn liên tục điều chỉnh theo hướng tăng cao cùng với một số dịch bệnh phát sinh khiến ngành chăn nuôi rơi vào cảnh khó khăn. Tăng giá đầu ra thì thị trường khó mở rộng, giữ nguyên giá thành thì thua lỗ. Vậy giải pháp nào để duy trì chăn nuôi trong cơn bão giá? Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Đầu tư nuôi lợn, đầu vào con giống cao, giá thức ăn tăng, kèm theo dịch bệnh xuất hiện nên gia đình anh Trần Văn Trung ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn chọn phương án chuyển sang nuôi gà. Do đầu vào chi phí ít, thị trường đầu ra ổn định hơn. Tới trước mắt chỉ biết là nuôi con gà vậy, còn sau này nếu mà có thể tái đàn hoặc là có thể gia đình chuyển đổi sang con nuôi khác. Bà con chăn nuôi thì cũng rất là mong muốn có những chính sách hỗ trợ để nó có lấy cái nguồn vốn để khắc phục chăn nuôi, tái đàn sản xuất. Thức ăn chăn nuôi chiếm hơn 70% giá thành và liên tục tăng trong suốt thời gian dài vừa qua. Với đàn lợn nói riêng, gia súc gia cầm nói chung, khi giá thành đầu vào tăng cao, giá đầu ra tăng chậm là trở ngại lớn cho người nuôi. Ngoài chuyển đổi con nuôi, giảm số lượng đàn xuống, giải pháp mà nhiều hộ thực hiện hiện nay là tận dụng nguồn thức ăn xanh sẵn có, cùng với phế phẩm nông nghiệp phối trộn làm thức ăn cho lợn. Gia đình đã tính toán đầu tư mua máy móc để tận dụng những cái thức ăn sẵn có của tự nhiên như là bèo này, hay là cái nguồn cá rô phi này. Bởi vì cái nguồn bèo thì nó là trong ngay sông thì nó sẵn có rồi, hay là xương tận dụng nguồn xương cá, thịt cá rô phi nó rẻ. Mình kết hợp mình mua máy mình chế biến thì nó sẽ có được cái nguồn thức ăn cho gà nó giá thành nó hạ. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, giải pháp quan trọng và mang tính bền vững đó là bà con nông dân duy trì đàn vật nuôi hiện có. Khi đầu tư thì cần tuân thủ các biện pháp chăn nuôi an toàn, tránh rủi ro thất thoát do dịch bệnh. Trong những năm qua, thì ngành cũng đã tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cũng như quản lý đàn vật nuôi để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc lây lan mầm bệnh trong các cơ sở chăn nuôi, đe dọa đến an toàn sinh học và đe dọa đến sức khỏe của con người và đàn vật nuôi. Mà định hướng của ngành trước hết là duy trì tổng đàn lợn ở khoảng 300.000 con trên năm và tập trung theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư. Trong những năm qua thì ngành cũng đã tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi các giải pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học cũng như quản lý đàn vật nuôi để đảm bảo hạn chế thấp nhất việc lây lan mầm bệnh trong các cơ sở chăn nuôi, đe dọa đến an toàn sinh học và đe dọa đến sức khỏe của con người và đàn vật nuôi. Thưa ông, các cái dịch cúm gia cầm thì trên đàn lợn là một trong những con nuôi chủ lực ở trên địa bàn. Vậy thì cái hướng sinh học đang được. Bên cạnh các giải pháp đang thực hiện, mong mỏi của hàng triệu nông dân lúc này là giảm giá thức ăn chăn nuôi để họ yên tâm tiếp tục tái sản xuất.